Mathis De Ligt mùa giải 20 tỷ Totti, vị trí CB là 101, mức lương 22, chiều cao 1m89, cân nặng 89 kg, thể hình trung bình, chân thuận trái 4 và phải 5, hai sao kỹ thuật. Chỉ số vận gốc bao gồm cứng như thép, đánh đầu mạnh. Điểm qua vị trí CB thì chúng ta thấy Mathis De Ligt mạnh ở như xoạc bóng, sức mạnh, kèm người, lấy bóng, đánh đầu và quyết đoán. Ngoài ra bộ chỉ số phản ứng cắt bóng, chuyền ngắn, giữ bóng, nhảy và tốc độ tương đối tốt. Thì để De Ligt ở vị trí CB thì chúng ta để chiến thuật đơn như sau. Công 1 thủ 3 giữ vị trí và đánh chặn thủ thường. De Ligt là cầu thủ trẻ nhất của Hà Lan, ghi bàn trong một trận knock out của Champions League khi ở độ tuổi 19 tuổi và 186 ngày. Thì anh đã ghi bàn vào lưới câu lạc bộ Juventus giúp Ajax Amsterdam có một trận đấu hay trước nhà đương kim vô địch Serie A. Ligt cũng là cầu thủ trẻ nhất của Ajax Amsterdam, từng đeo băng đội trưởng cho câu lạc bộ, và là cầu thủ trẻ thứ nhì của Hà Lan ghi bàn. Chỉ sau Joao Matip. Trong in-game thì De Ligt có một thể hình cao to, chiều cao 1m89 và một thể hình có cân nặng 89 g, rất đầm người. Với thành tích là đội trưởng của Ajax Amsterdam và đã đưa câu lạc bộ này vào tới bán kết Champions League, Ligt đã được vinh danh trong đội hình tiêu biểu nhất của năm. Trong in-game thì ngoài tốc độ, sức mạnh của De Ligt là rất kinh hoàng. Bạn thấy là mình đi bóng và cần tất cả luôn. Ligt mạnh ở khả năng phòng ngự và đặc biệt là rất mạnh ở khung chín với chỉ số ẩn là đánh đầu mạnh. Vào đây. À, what the fuck? Nó tấu solo luôn. Thế nó mới chất. Ngoài khả năng phòng ngự đấm nhau như xoạc bóng, cắt bóng, ở bóng bước 1 và đi bóng dính chân thì Matthew Click mùa giải 20 Totti còn rất mạnh trong những tình huống ghi bàn. Anh có thể ghi bàn bằng chân với lực sút căng, đánh đầu rất mạnh. Đó. Nguồn thể lực dồi dào giúp Click có thể chạy bao sân. Nói chung đây là một mẫu trung vệ khá tuyệt vời dùng để đấm nhau. Ngoài ra thì anh hỗ trợ cho việc tấn công và ghi bàn cũng rất tốt. Đấy, các bạn thấy là sức
mạnh dù anh có thể cản lướt được bất kỳ một tiền đạo nào bên phía đối phương. Những to khỏe mà còn rất trâu, nhanh. Trận đấu mà đối phương đã rất hack não khi chơi luôn màu áo, giống màu áo. Click vào năm 2018 đã giành danh hiệu Golden Boy. Hậu vệ duy nhất giành được danh hiệu này là danh hiệu dành cho những cầu thủ trẻ xuất sắc dưới 21 tuổi. Tuy còn rất trẻ, nhưng Click đã có hơn 100 trận thi đấu cho câu lạc bộ Ajax Amsterdam. Và mùa hè vừa qua thì Click đã được chuyển tới một câu lạc bộ có tiềm năng cạnh tranh Champions League tốt hơn, đó là Juventus, nơi mà Cristiano Ronaldo đang đầu quân. Tuy rất tài năng nhưng có thể nói De Ligt đang là cầu thủ còn rất trẻ, vì vậy kinh nghiệm và tâm lý của anh ở trong một môi trường mới như Juventus thì sẽ không được thuận lợi như khi anh còn thi đấu ở Ajax. Câu lạc bộ đã đào tạo nên De Ligt và cho anh một môi trường thuận lợi nhất để chơi bóng. Tuy nhiên, bất kỳ cầu thủ nào đến với câu lạc bộ mới đều cần phải thời gian hòa nhập. Và chỉ cần kiên trì thì De Ligt hoàn toàn có thể trở thành một biểu tượng ở Juventus. Là một trung vệ nhưng De Ligt rất chịu khó dâng cao hỗ trợ phá bóng, đặc biệt là những tình huống bóng bổng. Ngoài ra những tình huống có cơ hội từ những quả phạt góc thì De Ligt cũng dâng lên cao và với khả năng đọc tình huống tốt của mình cũng như khả năng đánh đầu mạnh thì Click đã ghi rất nhiều những bàn thắng quan trọng bằng đầu cho câu lạc bộ Ajax Amsterdam ở Champions League cũng như giải vô địch quốc gia Hà Lan. Tuy có thân hình to cao và một cân nặng tương đối nhưng Click không quá chậm chạp. Ở mùa giải 20 Totti hiện tại thì De Ligt hội tụ tất cả những phẩm chất tốt nhất của mình. Đây là một mùa giải mà một mùa thẻ mà rất đáng để các bạn sử dụng. Hiện tại 20 Totti đang có mức giá tương đối rẻ. Bởi vì đang có rất nhiều event và sự kiện. Tuy nhiên khi khan hiếm đi thì giá trị của De Ligt và các cầu thủ trong mùa Totti thức có thể sẽ lên tương đối cao. Hãy đầu tư sắm ngay từ bây giờ thì các bạn sẽ có lợi hơn.
Hãy chấm cho The League ở mùa thẻ 20 thì mức điểm tương đối cao là 9,5 trên 10. Một trong những trung vệ vừa chắc chắn giàu sức mạnh lại có khả năng phòng ngự tương đối tốt. Pha độc tấu solo của Joe Bell. Matthijs de Ligt mùa giải 20 Totti là rất đáng dùng.